Mỹ sẽ cứu được Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra khỏi tù. Trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân, làng dân chủ trong nước và ngoài nước nhộn nhịp các cuộc vận động và truyền thông nhắm đến phu nhân Tổng thống Mỹ sẽ can thiệp đưa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra khỏi tù. Nào là bé nấm, con gái lớn của Quỳnh đã sản xuất đến 4 lá thư gửi bà Trăm cầu xin bà can thiệp trả mẹ Quỳnh về cho bé, đã được làng dẫn chủ, cờ vàng và truyền thông quốc tế như BBC, VOA, RFA khai thác hết lốc lực cho cuộc vận động này. Nào là các hội phụ nữ đấu tranh nhân quyền kiểu hội phụ nữ Âu Cơ ở Mỹ cũng khởi phát chiến dịch vận động nhằm vào chính giới dân biểu để tác động đến bà Trăm hãi hùng hơn nữa, hàng chục kênh YouTube khủng phụ họa theo các bản tin, bình luận, phóng sự từ chính các kênh truyền thông quốc tế như RFA, BBC để tung ra vô vàn clip thẩm du trên trang mạng lề dân của họ kiểu. Bà Melania Trump sẽ vào nhà tù Việt Cộng để thăm mẹ nấm trong chuyến đi dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng. Bà Melania Trump yêu cầu Việt Nam thả blogger mẹ nấm trước khi sang dự APEC 2017 tại Đà Nẵng. Rồi thì đệ nhất phu nhân Tổng thống Trump sẽ thăm mẹ nấm trong chuyến, vân vân. Lập luận của giới này xuất phát từ việc bà Trump từng trao giải thưởng phụ nữ quốc tế dũng cảm cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh theo danh sách đề nghị của Bộ Ngoại giao Mỹ bởi vậy, bà Trump sẽ lung lay xúc động khi biết nhân vật bà trao giải nhân quyền nhân danh nước Mỹ đang ở trong tù do mưu đồ lật đổ chính thể Việt Nam và sẽ lên tiếng khi biết cuộc vận động này để chiêu lòng cử tri và các fan hâm mộ nước Mỹ của bà. Trong cuộc vận động đòi trả tự do cho hơn 100 tù nhân lương tâm, họ chọn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh làm điểm nhấn để lay động bà Trump sau khi bằng nhiều cách vận động ông Trump đã thất bại. Thậm chí còn bị ông Trump và thằng thừng đó là chuyện nội bộ của nước khác, Mỹ không thể áp đặt tiêu chuẩn, giá trị văn hóa của Mỹ lên đất nước có bối cảnh lịch sử văn hóa khác mình được. Có lẽ do lo sợ các nhà cờ vàng, giật chủ tăng huyết áp cao khi cận kề chuyến thăm của ông bà Trâm, hôm qua Facebook Lê Nguyễn Hương Trà đã phải vội vàng đính chính bằng tin cực không vui, bà Trâm sẽ không vào Việt Nam theo chồng mà ở lại Trung Quốc không lẽ bà trăm đã biết được cuộc vận động và kỳ vọng của làng truyền thông Việt ngữ của Mỹ phương Tây cũng như cả phong trào dân chủ Việt nội ngoại nên tránh né vào Việt Nam để tránh khó xử chăng. Khổ thân cho làng truyền thông cờ vàng, dân chủ và Việt ngữ quốc tế, như vậy sẽ không còn gì để nuôi hy vọng bà trăm sẽ tiếp đón hay đến thăm bé nấm để an ủi hay vào nhà tù thăm mẹ bé nấm như vô vàn bản tin, phóng sự đã được tùng ra nữa. Vậy phải chăng sẽ có nhà truyền thông dẫn chủ đang cơn say bốc đồng nào đó sẽ bình luận theo hướng sau? Bà phu nhân Tập Cận Bình đã cứu Đảng Cộng sản Việt Nam bằng cách dụ dỗ lưu chân phu nhân Trump ở Bắc Kinh. Xin đính chính rằng đây chỉ là một trong những giả định thông tin dựa trên quy luật và tư duy của làng truyền thông cờ vàng và dân chủ này thôi.